Anh chị xin được kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Anh chị ơi, ngày hôm nay mình lại trở lại với lại cái đề tài của cô dâu 65. Hiện tại thì chồng của cô dâu 65 có cái động thái rất là lạ. Và cái động thái này xuất phát từ chị Hoa hay là từ đâu? Tại sao lại có một cái bức hình với những cái dòng thơ rất là đặc biệt trên cái trang cá nhân của Johnny như vậy? Thế ai là người đăng cái đó lên, chị Hoa hay là Johnny, và tại sao họ phải làm như vậy? Lại thêm có bức hình Johnny đang nắm tay một người đàn bà khác và đi trên đường. Vậy thực hư như thế nào? Rất là hấp dẫn, mọi người đừng bỏ qua nha, cùng theo anh chị nha. Hay lắm lắm luôn á các anh chị ơi. Và ai thương Angie mà chưa có đăng ký kênh thì lập tức đăng ký kênh tiếp Angie nha. Vì Angie cần thêm 8.000 người nữa thôi là Angie đã được nhận nút bạc rồi đó. Angie xin cảm ơn trước tất cả các anh chị và các bạn đã ủng hộ Angie trong thời gian qua. Nếu như ai không nghe hết cái clip này thì Angie cũng mong là anh chị nhận được cái lời cảm ơn của Angie từ đầu. Angie rất là cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn một lần nữa. Nhớ đăng ký kênh tiếp Angie nha. Khi nào có đủ 100.000 subscriber là Angie sẽ ăn mừng cùng với tất cả mọi người. Anh chị ơi, Angie làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu đã được đủ, mọi người thương mến, là tiền lời em cảm ơn nhiều dữ lắm luôn á tất cả các anh chị và các bạn nha. Các anh chị ơi, cùng theo Angie xem cái bức hình của Johnny đăng trên cái trang Facebook của Johnny và mình sẽ từng tự đọc cái bài thơ và sau đó mình sẽ phân tích là chuyện gì xảy ra và tại sao nó lại có cái bài thơ đó trên cái trang Facebook riêng tư của Johnny nha. Ghê chưa? Đây là bức hình mà Johnny đăng lên trên cái trang Facebook của anh ta. Bức hình không có mặc đồ nhé. Đưa cái bức hình này lên để cho mấy cái cô mà đi theo ve vãn anh ta đó thèm thuồng chơi hay sao đây nè. Rồi mình cùng đọc thơ nha. Vợ yêu ơi, hãy mãi nắm chặt tay, đừng buông bỏ dẫu cuộc đời bão tố. Không kiên trì, ắt sẽ là gục đổ, bởi thiếu nhau, cố gắng cũng bằng thừa. Cuộc tình nào chẳng lúc nắng lúc mưa, sống yêu thương bằng lòng vừa là đủ, đừng tham vọng như mưa rừng thác lũ. Khi về trời cũng rủ chẳng mang đi, dù giận hờn đừng nói tiếng chia ly. Mặt ai đó có muôn vàng cách nghĩ, vợ chồng phải vững vàng lòng chung thủy, để cuộc đời như ý ngọt cơm canh. Yêu không già, lưu mãi nét xuân xanh, thiêng liêng sẽ dành cho nhau tất cả. Vốn cuộc sống rất khó khăn vất vả, nắm chặt nào như ta đã từng yêu. Hãy chấp nhận nhau tất cả mọi điều, duy nhất anh, duy nhất em, thôi nhỉ. Cháy hết mình, nghĩa vợ chồng cao quý, để tự hào mỗi khi nghĩ về nhau. Thì các bạn có nhìn thấy gì không? Đây là cái Facebook của Johnny nha. Và cái hình này đó, nếu nói là Johnny có đi, thì cái bài thơ này ở đâu ra? Cái bài thơ này bắt buộc là phải có của chị Hoa thôi, chứ Johnny không có cửa nào để biết viết một cái bài thơ như vậy. Câu hỏi đặt ra ở đây là Johnny đang ở nhà chị Hoa hay sao? Và chị Hoa lấy cái Facebook của Johnny để đăng cái hình của hai vợ chồng và cũng như là cái bài thơ của hai vợ chồng lên đó. Đó là cái giả thuyết thứ nhất. Hoặc là cái giả thuyết thứ hai là chị Hoa đưa cái hình này cho chàng trai này, xong rồi đưa cả bài thơ, kêu chàng trai này đăng lên để chứng tỏ là vợ chồng mình vẫn còn đang hạnh phúc. Và Johnny đã nghe lời và đăng cái tấm hình đó cộng với lại cái bài thơ. Và cái giả thuyết thứ ba,
Giống như là chị Hoa đã nói là Johnny cho chị Hoa vào trong cái trang của Johnny và tự động đăng những gì chị Hoa thích. Tại vì chị Hoa nói là Johnny sử dụng cái Facebook của chị Hoa và chị Hoa là người sử dụng cái Facebook của Johnny. Khi cái bức hình này và cái bài thơ này được đăng lên thì có rất là nhiều người vào comment chúc mừng chị Hoa, nhưng mà không có thấy cái người nào mà comment là ve vãn Johnny giống như là những cái hình khác nha. Một số người thì comment nói là chúc mừng, một số người thì cũng chửi, một số người thì kêu là mẹ con bà cháu chúc hai mẹ con hoặc là hai bà cháu ngủ ngon chẳng hạn như vậy. Cái quan trọng đó là những cái bức ảnh đó đưa lên thì họ cố gắng họ chứng minh họ vẫn còn yêu nhau và ở với nhau bình thường, chứ không phải cái thằng này nó lên thành phố giống như mọi người nói. Cũng đồng thời cái hình đó được xuất hiện ở trên cái trang Facebook của Johnny thì lại có một bức hình khác người ta đưa lên mạng là thấy Johnny đang nắm tay cái cô gái này đi qua đường, đi đâu đó, dường như đi ăn hay đi làm cái gì đó. Thì cũng mọi người đặt ra cái nghi vấn là tại sao lại có cái bức hình này ngay trong cái thời điểm hai người đăng lên nói là vẫn còn đang hạnh phúc với nhau. Thì mình cũng chỉ là một cái bức hình thôi, mình không nói gì được nhiều, nhưng mà cũng cảm thấy là rất là lạ. Và một cái vấn đề lạ nữa là cái clip mà Johnny đã đưa lên trên cái trang YouTube Tình Yêu Không Biên Giới mà hôm trước mình đã phân tích là mình không biết là cái quà đó là chị Hoa đang tặng cho Johnny Family hay là Johnny nhận được cái quà đó từ ở đâu và cái thời điểm nhận là khi nào, đồ đó là đồ cũ hay là đồ mới, tại vì có trái vải đồ này kia ở trong tủ lạnh thì ngày hôm nay lại bị lấy xuống rồi. Cho nên đó cũng là một cái động thái mà để cho nhiều người có cái giả thuyết đó là cái thùng quà của bà Hoa mua cho Johnny. Johnny nó đã khoe và nó quay cái clip đó chắc để gửi về nhà của nó, cho nên nó nói cái tiếng của nó rất là nhiều. Vậy mà tại sao chị Hoa lại lấy cái clip đó của nó và đăng lên để chứng minh là chị Hoa với nó vẫn còn đang hạnh phúc với nhau, nó vẫn còn đang ở nhà. Cho nên nó là bây giờ nó phát hiện ra là nó thấy là chị Hoa đăng lên, tại vì nó sử dụng Facebook nhiều chứ nó không có kiểm tra YouTube nhiều. Cho nên bây giờ nó mới phát hiện là chị Hoa đưa lên, cho nên là nó giận quá và nó đã bắt chị Hoa lấy xuống. Đó là cái giả thuyết mà mình cũng không biết có phải vậy hay là không, hay là tự động chị Hoa thấy người ta bốc mẻ quá chừng là cái clip này là cái clip cũ, tại vì có trái vải đó cho nên là chị Hoa đã tự động gỡ xuống, mình cũng không biết được, nhưng đó cũng toàn là giả thuyết ha. Rồi bên cạnh đó mình thấy Johnny đã để một cái bức hình lên trên trang cá nhân của him vào ngày 4 tháng 8. Cái clip mà chị Hoa đưa lên là hai người đi ăn đám cưới đó vào ngày 2 tháng 8. Thì bây giờ cái hình này xuất hiện là ngày 4 tháng 8. Có Johnny nè, có chị Hoa và có con gái lớn của chị Hoa nữa nha. Con gái lớn của chị Hoa mặc cái áo màu đỏ đứng cạnh chị Hoa đó. Thì khi mình thấy cái bức hình này đưa lên vào ngày 4 tháng 8 như vậy thì mình nghĩ đó là họ cũng đang cố gắng chứng minh là cái bữa đó họ đi đám cưới là có thật. Vậy thì cuối cùng là đám cưới ở Đồng Nai đó thật hay là giả mình cũng không biết nha. Mình chỉ biết là thật tình là có cái bức hình mà đăng lên trong một cái khoảng thời gian gần nhất đó, vậy thôi. Thì mình cũng không biết chính xác là như thế nào, nhưng mà đó cũng là một cái động tĩnh của họ. Bên cạnh đó thì là ngày 7 tháng 8 gần đây nhất, họ cũng đăng lên cái tấm hình nha, trên trang này của Johnny đó nha, là tấm hình chị Hoa với lại hắn ta ngồi ở đâu không biết, để chứng tỏ là họ vẫn còn yêu nhau và anh chàng này vẫn còn ở nhà chứ không phải giống như lời đồn nha.
Cùng là ngày 7 tháng 8 luôn, thì Johnny cũng đăng thêm một cái bức hình cưới này của họ nữa. Mà tấm hình nào cũng thấy ôm ấp và yêu thương, để chứng minh cho mọi người thấy là Johnny vẫn còn rất là yêu thương chị Hoa nha. Và trên trang Facebook thứ hai của Johnny nha, Johnny có hai cái Facebook lận. Thì cái Facebook thứ hai này đó là chỉ có hình riêng của anh ta thôi, không hề có hình của chị Hoa giống như là cái Facebook kia nha. Cái Facebook kia là Hy mặc áo trắng, còn cái Facebook bên đây là Hy mặc áo đen. Và trên mỗi cái bức hình đó, thì hắn ta nói là mỗi cái bức hình sẽ nói lên một cái câu chuyện. Các anh chị có thấy không? Every picture tells a story. Thì các anh chị cũng thấy đó là hai người này có rất là nhiều động thái khác nhau và toàn là động thái lạ. Trên trang Facebook cá nhân mặc áo đen của Johnny thì hoàn toàn không hề có hình của chị Hoa nha. Và trên cái trang Facebook mà cũng là cá nhân nhưng mà mặc cái áo trắng của anh ta thì có rất là nhiều hình của chị Hoa ở trong đó. Có thể là anh ta tạo cái Facebook đó để dành riêng cho chị Hoa thôi. Có cái tên hắn ta nhưng mà chỉ dành riêng cho chị Hoa. Cho nên nó là chị Hoa mới là người tự động bỏ những cái bức hình lên trên đó. Và chị Hoa cũng bỏ những cái bài thơ lên trên đó. Chị Hoa cứ tưởng là ô, chị Hoa đã là control được nó rồi, là tại vì chị Hoa đã xem được cái Facebook của nó và có cái password để vào trong cái Facebook của nó để mà đăng hình và kiểm tra coi là ai có ve vãn gì nó hay không. Nhưng thực ra đây có thể, cái này là em chỉ đoán thôi nha, có thể là một cái trang Facebook mà nó chỉ tạo để dành riêng cho chị Hoa thôi. Cho nên đó là chị Hoa vui mừng, cứ nghĩ đó là chị Hoa đã control được nó, nhưng mà không hề. Tại vì cái Facebook thứ hai của nó đó là cái Facebook mà mặc cái áo đen đó thì chỉ toàn là hình của nó thôi. Và những cô gái vào đó ve vãn đó thì cũng chỉ vào cái trang Facebook đó mà ve vãn. Dường như nghe nói là nó block chị Hoa, chị Hoa không thể nào vào cái Facebook đó được. Chị Hoa chỉ có vào được cái Facebook mặc áo trắng mà thôi. Đó là lý do tại sao có thể là những cái hình hoặc là những cái bài thơ để lên trên đó, đó là do chính chị Hoa để, chứ không phải nó để. Là tại vì nó đã tạo cái Facebook đó và nó cho chị Hoa toàn quyền sử dụng. Cho nên chị Hoa cứ nghĩ đó là của chị Hoa và nó. Cho nên là chị Hoa bỏ những cái bức hình lên và những cái bài thơ lên và khoái chí là nghĩ là ô, mọi người tin là đây là cái Facebook của hai người. Chị Hoa đã từng khoe như vậy mà. Chị Hoa khoe đó là cái Facebook của chị Hoa đó, nó là người control. Nhưng mà cái Facebook của nó là chị Hoa là người control. Nhưng mà bây giờ đó, thật sự đó là chị Hoa chỉ có vào trong cái Facebook mà nó tạo riêng cho chị Hoa mà thôi. Cho nên nó chẳng có bao giờ có tấm hình nào của nó trên đó hết. Chỉ duy nhất là một tấm, hai tấm nằm nó bỏ rất là lâu rồi. Còn lại là tất cả những tấm hình của chị Hoa với nó mà thôi. Thì Angie nghĩ là ở đây mình phân tích từ đầu tới cuối rồi. Bây giờ Angie kết luận đó là cái Facebook đó là nó là người tạo cho chị Hoa. Và nó làm cho chị Hoa tin là nó là cho chị Hoa cái quyền vào đó để kiểm tra nó, nhưng mà thực sự là không hề. Đó chỉ là cái Facebook mà nó tạo cho chị Hoa, và chị Hoa đó là khoái chí cứ bỏ hình của chị Hoa rồi thơ rồi này kia lên rất là nhiều để chứng minh cho mọi người biết đó là họ đang hạnh phúc. Nhưng mà thực ra đó thì nó có cái Facebook riêng của nó, và người ve vãn đó thì vào Facebook kia và chị Hoa không được vào cái Facebook kia, vậy thôi. Các anh chị ơi, đây là cái clip mà anh chị livestream bữa thứ bảy. Anh chị chỉ lấy lại để mà voice over thôi nha. Có nhiều người nói ồ anh chị ơi, tại sao anh chị nói mà không có đúng khớp chữ, thì cái đây chỉ là cái clip mà anh chị lấy lại để mà voice over thôi nha, để cho mọi người nhìn thấy anh chị. Nhiều người nói anh chị ơi, anh chị đưa
cái clip lên rất là nhiều nhưng mà chưa hề nhìn thấy Angie như thế nào. Thì ngày hôm nay đó Angie cho mọi người thấy là Angie nhìn như thế đó, vậy thôi. Rồi còn thêm cái nữa là Angie rất 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 là cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã ủng hộ Angie trong thời gian qua. Nếu như ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký tiếp Angie để Angie có được cái động lực để mà tiếp tục làm YouTube cho mọi người cùng xem nha. À, sẵn đây đó, Angie cũng để luôn cả cái clip mà Angie ăn mấy cái trái cây. Nếu như ai chưa có xem mà vẫn còn đang xem thì cùng xem với Angie luôn cho vui nha. Angie cảm ơn rất là nhiều. Angie xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Anh chị ơi, ngày hôm nay đó là mình ăn một cái dĩa trái cây có rất là nhiều loại khác nhau, trái cây của Mỹ. Trái cây này rất 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 là ngon luôn đó. Nó chỉ có vào mùa hè là ngon nhất thôi. Đó là lý do tại sao mà Angie muốn giới thiệu cho tất cả các anh chị và các bạn cái mâm trái cây, để các anh chị và các bạn thấy được là ở bên Mỹ nó có những loại cái trái cây nào và nó ngon dở ra làm sao. Vậy thôi. Nhưng mà nói gì nói, Angie cũng vẫn thèm trái cây của Việt Nam của mình. Cho nên là anh chị ơi, anh chị nào mà có làm những cái show mà ăn trái cây ở bên Việt Nam á, nhớ nha, nhớ inbox cho Angie rất là thích xem những cái trái cây đó. Anh chị ơi, Angie làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu income thì đủ, hay là tiền lời bao nhiêu để refinance căn nhà của mình, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho Angie nhé. Đây là một mâm trái cây. Các bạn nhìn xem nè, có ngon hay không? Cái màu đỏ bên đây là raspberry. Trái raspberry này người ta gọi là dâu rừng. Cái này là blueberry. Blueberry là trái Việt quất xanh. Nhìn ngon không các anh chị? Cái trái này là cái trái cherry. Đây là trái cherry. Và cái mận Mỹ. Đây là trái plum. Nó còn gọi là mận đó các anh chị. Đây là blackberry. Đây là trái blackberry. Nó giống như là trái dâu rừng nhưng mà nó màu đen. Những cái trái táo đặc biệt. Ngon chưa? Rồi mình cùng ăn thử coi là mấy cái trái này ngày hôm nay nó có vị như thế nào nha. Anh chị xin được kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Anh chị ơi, ngày hôm nay đó là mình ăn rất là nhiều trái cây hen. Mình ăn thử coi là cái nào ngon, cái nào dở, mình nói cho các anh chị biết nha. Anh chị rất là thích ăn trái cây cho nên nó là Angie sẽ ăn cho mọi người xem coi là cái gì ngon nè. Angie mua rất là nhiều ở trong Costco hiện tại. Đây là cái trái cherry mà nó hết mùa rồi. Cho nên nó là bây giờ mình ăn thử coi nó có còn ngon như là hồi đầu mùa hay là không. Angie chấm với lại cái muối ô mai Angie hay giới thiệu cho các anh chị đó. Vẫn còn ngọt nha. Vậy bây giờ kali vẫn còn ngắn. Hồi lần trước đó, anh chị ăn cái trái này rất là ngọt. Bữa nay ăn thử nó còn ngọt hay không. Đây là blackberry. Bây giờ nghịch mùa nó chua rồi. Nó chua dữ rồi. Ăn không một trái á, nó chua quá trời. Mà chấm muối ăn nó đỡ hơn. Blackberry bên Mỹ. Thôi, cũng có những trái ngọt nha. Cũng có. Ừ.
Bây giờ đó mình ăn tới cái trái raspberry, cái trái màu đỏ này á, nó là raspberry anh chị. Anh chị rất là thích ăn cái trái này, nhưng mà có những lúc nó ngọt, có những lúc nó không có ngọt. Trái này bây giờ đang ngọt, trái này ngọt, cũng không ngọt lắm, nó hơi ngọt ngọt chua chua. Các anh chị ơi, các anh chị ở Việt Nam đó thì nó có mấy cái trái này hay không? Cái trái gọi là blueberry nè, bên đó có bán không? Nhỏ nhỏ xíu 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 mà. Blueberry nhỏ xíu ngọt quá, khỏi cần ăn muối luôn, rất là ngọt, ngọt dữ ha. Các anh chị biết không, khi anh chị vào trong Costco đó thì cái mà anh chị thích nhất là đi vào cái khu trái cây. Trái cây của Mỹ á, nó không có nhiều dạng giống như bên Việt Nam mình đâu, nhưng mà là những cái loại này là Costco nó bán, cho nên nó là anh chị vào đó và mua liền. Anh chị ăn trái cây á thì anh chị ăn được nhiều lắm, nhưng mà nếu như mà ăn thức ăn đó thì anh chị ăn rất là ít, cho nên là anh chị rất là ít khi làm cái show thức ăn, là tại vì ăn không có được nhiều cho nên nó không có hấp dẫn. Nhưng mà trái cây đó thì anh chị ăn được nhiều lắm nha. Anh chị ơi, đây là cái trái mận. Các chị thấy nó giống như cái trái cherry không? Đây là cái trái cherry nè, đây là trái mận nè. Thông thường trái mận ở bên Mỹ á, nó to muốn gần bằng cái trái táo vậy nè, mà cái loại này á, nó nhỏ xíu à, cho nên nó là nó đặt cái tên đó là cherry plum, đó là mận cherry, là mận nhỏ. Nó bán rất là đắt ở trong cái phòng lạnh nha, để trong phòng lạnh. Em chị ăn thử coi là nó ngọt hay là nó chua. Thông thường đó thì nó không có ngọt lắm đâu, nhưng mà bữa nay là anh chị ăn thử nha. Ôi trời ơi, nó rất là ngọt luôn các anh chị ơi, coi nó mặn nước nè. Anh chị ơi coi nè, nó mặn nước như thế này luôn nè. Ôi ngon quá trời ngon luôn á. Nó mềm nghe các anh chị, nó không có giòn. Nhưng mà nó rất là ngọt, ngọt dữ lắm. Ơi. Cái trái mận này ăn đáng đồng tiền nha, ngọt quá thì ngọt luôn á. Anh chị cho các anh chị xem lại nè, nhỏ xíu à, trái mận nó to hơn cái trái cherry chút xíu thôi, nó đặt là cherry, mận cherry ha. Wow, ngon quá, trái mận này ngon quá chừng luôn á. Anh chị ăn thêm trái nữa. Ngọt quá chừng luôn các anh chị ơi, hết sức là ngọt luôn á. Nhìn nó mỏng nữa thấy ham không? Ngon quá trời ngon luôn các anh chị ơi, thật sự là cái mâm trái cây ngày hôm nay rất là ngon. Cái món nào cũng ngọt hết trơn á, ngọt dữ lắm. Cái raspberry này vậy mà tưởng là nó chua mà nó cũng ngọt luôn nữa, chắc có lẽ là tại vì Cali bây giờ còn nắng nè. Khi còn nắng á, nó sẽ ngọt. Ngon quá.
Bây giờ em chị sẽ ăn hai cái trái táo. Đây là cái trái táo, nó gọi là Honeycrisp. Nó mắc hơn cái trái táo kia gấp đôi, nó nhỏ hơn chút thôi. Cái màu thì thấy cũng xem. Tại sao lại đắt đến thế? Hai trái táo này khác nhau như thế nào mà tại sao anh này, tại sao anh này lại đắt gấp đôi anh này? Bây giờ anh chị bọc ra thử, mình ăn thử. Mình ăn cái vỏ luôn để mình xem thử coi là nó có gì khác biệt nha. Đây là cái trái táo Fuji. Cái táo Fuji thì em chị ăn hàng ngày rồi. Nó ngọt, nó giòn. Rồi, cái anh này đã đắt gấp đôi đây. Coi anh hai này có gì hấp dẫn không? Tại sao anh hai đắt dữ thế? Hai miếng táo, hai màu giống nhau. Miếng này đắt gấp đôi. À, thử nè. Chua quá à. Để em đi tìm kiếm coi nó có cái gì. Cái táo Fuji này nó ngọt hơn, nhưng mà nó hơi xốp hơn cái thằng này một chút. Thằng này thì nó chua hơn, nhưng mà có vẻ là cái thịt nó đặc hơn. Nó đặc hơn một chút, nó giòn hơn một chút. Nếu như là em chị đó thì em chị vẫn chọn cái trái táo Fuji. Cái trái táo Fuji này nó ngọt, nó giòn và nó cũng thơm. Cái trái này đó thì nó không ngọt đối với em chị, nó chua. Mà nó hơi, cái thịt nó hơi chắc hơn một chút xíu thôi. Mà sao mà đắt gấp đôi vậy ta? Trái thì nhỏ hơn mà cái cân lượng thì nhẹ hơn mà đắt hơn, mà nó chua hơn. Vậy thì mình ăn cái trái nào giờ? Nếu như em chị vẫn chọn cái trái rẻ này, không phải tại vì nó rẻ mà tại vì nó ngon hơn. Còn cái trái này chua hơn nha. Trái này chua hơn. Không thích rồi. Đó nha. Cái anh này chua hơn nè. Giòn hơn chút xíu thôi nhưng mà chua hơn. Còn cái anh này đó, người ta không có mắc mỏ như ảnh, nhưng mà người ta ngon hơn, ngọt hơn. Nếu anh chị chấm muối á thì thấy nó đỡ chua hơn. Nó rất là giòn, nó giòn hơn, nhưng mà thấy nó không có được ngọt. Vậy thì đắt chút xíu thôi. Tại sao đắt gấp đôi vậy? Chắc là tại vì nó quý hiếm này hả?
Ở bên Việt Nam hiện tại các anh chị bây giờ đang có còn nghề cherry của Mỹ nhập về hay không? Mỹ bên đây thì là bây giờ cũng cuối mùa rồi. Nó vẫn còn ngọt nha. Nhưng mà nó có mùa, cuối mùa rồi cho nên nó đắt. Rồi một thùng mà nó bán một hộp mà nó bán tới 8 đô. Ngon quá đi các bạn ơi. Một bên là raspberry, một bên là blackberry. Mình ăn cái nào trước? Là raspberry chua chua ngọt ngọt. Đây, blackberry. Blackberry ngọt hơn. Nếu so sánh hai cái thì blackberry ngọt hơn. Đây là blueberry. Mình thấy nó đang khui, tại sao người ta kêu blue không biết. Dường như hồi lúc nó còn sống á, nó chưa chín lắm á, nó hơi blue. Blueberry này quá ngọt luôn rồi. Không biết đó, cái trái blueberry này, cái cây này có dễ trồng không ta? Nào mình trồng thử ta. Cái blueberry ngọt quá các anh chị ơi. Rất là ngọt luôn á. Anh chị ăn không cần chấm muối luôn. Quá là ngọt. Ngọt quá. Ăn thêm một em mận nữa nha. Rồi mình nghỉ nha. Các anh chị biết không? Anh chị mà ăn vặt đó là anh chị ăn vặt nhiều. Em mận này ngon quá cưng á. Ngon thiệt luôn á. Các anh chị ơi, anh chị được may mắn thì ở Mỹ thì anh chị mới được ăn những cái món trái cây này. Đối với lại em chị đó thì cái giá của nó hiện tại trong thời điểm này thì nó cũng là đắt đỏ chứ không phải là rẻ gì cho lắm, nhưng mà mình còn có dịp mình ăn. Còn nếu như mà các anh chị ở bên Việt Nam thì chắc lẽ là hơi khó để thưởng thức hết những cái loại trái cây này. Đó là lý do tại sao mà em chị muốn giới thiệu cho tất cả các anh chị và các bạn cái mâm trái cây, để các anh chị và các bạn thấy được là ở bên Mỹ nó có những loại cái trái cây nào và nó ngon dở ra làm sao vậy thôi. Nhưng mà nói gì nói, em chị cũng vẫn thèm trái cây của Việt Nam của mình. Đặc biệt là mít, là sabuche nè, bon bon nè, vú sữa nè, rồi xoài tượng nè, xoài cát bò lọc nè, những cái trái bên đó thì em chị cũng rất là thèm. Bên đây hiện tại bây giờ nó đang có bán nhãn với lại trái vải rồi thì cũng đỡ thèm hơn, nhưng mà vẫn còn thèm những cái trái cây kia rất là nhiều, đặc biệt là cái trái sabuche đó. Thì ở bên đây Florida nó có, nhưng mà rất là ít khi nào ship qua bên Cali. Mà mỗi khi mà họ bán qua Cali đó thì em chị cũng mua một trái cỡ khoảng nhỏ phần nửa thế này thôi, mà là khoảng một trái thôi đó, là khoảng 7-8 đô á. Nhưng mà đó là cái
cái khó đó là khi mà họ bẻ nè, họ bẻ hơi bị sớm hay sao đó, mà tới mình đem về đó thì anh chị mua 10 trái là anh chị vú thì nó chín khoảng chừng 1-2 trái à, còn mấy trái kia nó sượng hết trơn à, cho nên nó là cũng rất là khó, tại vì nó đắt dữ lắm mà nó lại không chín thì mình cũng rất là tiếc. Cho nên nếu như mà các anh chị mà ở bên Việt Nam á thì ăn mấy cái trái cây đó thì ăn đã luôn rồi, nhưng mà lại không có những cái trái cây giống như thế này đối với bên Mỹ. Còn bên Mỹ đó thì ăn mấy trái này thì ăn đã luôn rồi, nhưng mà lại thiếu những cái trái ở bên Việt Nam. Cho nên nó là anh chị ơi, anh chị nào mà có làm những cái show mà ăn trái cây ở bên Việt Nam á, nhớ nha, nhớ inbox cho anh chị rất là thích xem những cái trái cây đó. Thì anh chị cũng vậy thôi, anh chị cũng là mua những cái trái cây bên Mỹ để mà đưa lên cho mọi người cùng xem là trái cây bên Mỹ nó có gì ngon. Vậy thôi ha, mình cùng chia sẻ cái kinh nghiệm cũng như là chia sẻ những cái thức ăn trên toàn thế giới. Hoặc là các anh chị và các bạn ở các nước khác chẳng hạn như Úc, Canada, có những cái trái cây nào khác mà bên Mỹ không có thì các anh chị cứ show lên thì mọi người cùng xem và cùng thưởng thức ha. Anh chị cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip của anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị ơi, anh chị làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu income thì đủ hay là tiền lời bao nhiêu để refinance căn nhà của mình, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho anh chị nhé.